mừng các bạn đã đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con trâu đực da móc, xương cực kỳ gói luôn các bạn, xương cực kỳ gói luôn các bạn thấy không? Đó, u nút nha các bạn, đẹp cực kỳ, da móc, xương cối, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn, trâu là sái tích nghiêm chỉnh hết, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. À, chân móng đều hoàn thiện hết. Con trâu da móc này cao 1m2 trâu các bạn, cao 1m2 trâu, đầu đít bằng y. Đít nè, đít thì một đít nè các bạn thấy không? Đít tròn quay. Trâu này cực kỳ đẹp luôn các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, trâu đực nha các bạn. Trâu đực nha, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. Giái nè, nhỏ xíu. Đó, trâu này còn lớn con dữ dằn lắm các bạn ơi, cao 1m2 trâu các bạn. Cao 1m2 trâu, giá 24 triệu các bạn, giá 24 triệu. Này trâu này là trâu đẹp nha các bạn, trâu Việt, mẫu trâu đẹp. À, sừng thì mới chí tai các bạn, sừng mới chí tai, đầu đít thì bằng y, xương xương cối, giá 24 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu, mình comment dưới màn hình video nha các bạn thấy không? Lưng thì một lưng luôn các bạn. Đầu đít bằng y, trâu này lớn con dữ lắm các bạn ơi, lớn con dữ lắm, trâu da móc các bạn, trâu Việt, trâu da móc. Giá là 24 triệu các bạn, giá 24 triệu, cao 1m2 trâu, cao 1m2 trâu, giá 24 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ trâu các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là con trâu da móc cao 1m2 trâu, chủ báo giá là 24 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.